Ngày 12 tháng 6, phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế về Kinh doanh Sáng tạo International Innovative Business Forum IIBF 2024 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức, ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết, trong khi đang loay hoay với chuyển đổi số, thì nhiều doanh nghiệp Việt, nhất là những doanh nghiệp xuất khẩu, phải đối mặt với chuyển đổi xanh. Thực trạng trên đang đặt doanh nghiệp vào thách thức chuyển đổi kép. Đứng trước cái tình hình những cái yêu cầu mới của cái thị trường xuất khẩu của chính chủ yếu của chúng ta như thị trường Hoa Kỳ, thị trường Trung Quốc, thị trường châu Âu, họ đặt ra những cái yêu cầu mới đối với những cái sản phẩm của doanh nghiệp của chúng ta là phải xanh và phải sạch và phải phát triển bền và phải bền vững. Thì những cái yêu cầu mới về xanh như vậy nó đặt thêm một cái áp lực đối với cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta trong câu chuyện là vừa phải chuyển đổi số, vừa phải chuyển đổi xanh. Tuy nhiên theo ông Trịnh, các doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua quá trình chuyển đổi số trong 3 đến 4 năm trở lại đây. Giai đoạn hiện tại, doanh nghiệp Việt có thể thu hồi giá trị đầu tư cho chuyển đổi số để tái đầu tư cho chuyển đổi xanh. Nghiên cứu của Deloitte trên 4.000 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trong 10 năm cho thấy, các doanh nghiệp khi kết hợp 3 hành động là có chiến lược số, lựa chọn công nghệ phù hợp đi đôi với chiến lược, nhìn nhận đánh giá công nghệ có thể thay đổi doanh nghiệp như thế nào thì có thể giúp tăng 5% giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu không kết hợp hoặc kết hợp không phù hợp, có thể làm giảm 9% giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Do đó, chuyên gia từ Deloitte khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên thực hiện chuyển đổi số theo quá trình này để có vốn tái đầu tư cho chuyển đổi xanh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể kết hợp chiến lược cho cả hai quá trình này để mang lại hiệu quả nhanh nhất. Chuyển đổi kép thì một số các anh chị doanh nghiệp đang trên cái hành trình chuyển đổi của mình, trong cái quá trình lựa chọn cái công nghệ nào phù hợp với bản thân doanh nghiệp, các anh chị hoàn toàn có thể đặt thêm một cái yêu cầu rằng là cái công nghệ đó nó phải đáp ứng được yêu cầu xanh và bền vững. Thì như vậy mình có thể nhìn nhận được cái quá trình là mình sẽ thúc đẩy cái hoạt động phát triển xanh thông qua cái việc lựa chọn công nghệ mà các anh chị sử dụng trong cái quá trình chuyển đổi số. Đó là lý do mà tại sao là cái quá trình chuyển đổi kép nó sẽ tăng tốc cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, chứ không phải là đương nhiên là nó sẽ có những khó khăn, nhưng mà thực tế nó là một hoạt động có thể tăng tốc quá trình phát triển của doanh nghiệp. Đại diện Deloitte cũng cho biết, dựa vào số lượng bằng sáng chế đăng ký ở các quốc gia, Ngân hàng Thế giới đánh giá quá trình chuyển đổi kép này ở các quốc gia. Theo số liệu từ tổ chức này, công bố vào tháng 12 năm 2023, trong giai đoạn 2017-2021, Việt Nam nắm giữ 15% trong tổng số 493 bằng sáng chế xanh tại các thị trường mới nổi, xếp sau Malaysia 51% và Thái Lan 20%. Về bằng sáng chế số, Việt Nam sở hữu 8% trong tổng số 537 bằng sáng chế số tại các nền kinh tế đang phát triển, xếp sau Malaysia, Philippines và Thái Lan. Số liệu này cho thấy nền tảng tích cực cho chuyển đổi kép của doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt có thể tận dụng các công nghệ, sáng chế trong nước để thực hiện quá trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp.